Đây là bài viết Mặt trái của tư duy tích cực của tác giả Trà Kha. Có một điều mình phải thú nhận rằng mình là một người đọc rất nhiều sách self-help. Mình đọc tù tì từ cấp 2 đến giờ, ít nhất cũng hơn 100 cuốn rồi. Cả những cuốn bestseller khá gần đây trên Amazon luôn. Nhưng rốt cuộc sau những cơn phấn khích ngắn ngủi và hàng trăm kế hoạch lỡ cỡ ấy thì mình có cảm giác gì đó chưa đúng lắm, dù nhìn chung đã đạt được nhiều mục tiêu đề ra. Thế nên mình đã quyết định tự phản biện tất cả những kiến thức đã có, kết hợp trao đổi trực tiếp với một số bạn bè cả già lẫn bé, đồng thời quan sát kỹ hơn bản thân trong mối tương giao với cuộc sống xung quanh để đi đến một hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức để hóa giải mối tơ vò hiện tại. Và đang trong cái hành trình tìm tòi đó, với rất nhiều phát hiện mới thú vị, thì bỗng dưng một hôm mình bắt gặp status của tác giả Tony buổi sáng. Tựa đề là những khoảnh khắc 4 giờ có tới 35.000 likes và được bạn bè Facebook của mình chia sẻ. Bài viết đó đã tạo cảm hứng lớn để mình bắt tay luôn vào việc viết bài phản biện đối với nền văn hóa cổ vũ, truyền động lực của hiện tại, đồng thời gợi ý một lối tư duy khác căn cơ và bền vững hơn. Nếu bạn đọc những bài kiểu này của Tony buổi sáng, hay các sách self-help bán chạy trên thị trường hiện nay xong và sống được một cuộc sống như ý, thì xin chúc mừng bạn, bạn may mắn một cách khó tin. Còn nếu bạn như đa số mọi người, tìm đọc để rồi sự phấn khích chỉ dùng hết trong vài ngày, thậm chí vài giờ, vài phút, xong đâu lại vào đấy và bạn vẫn cảm thấy mắc kẹt với thứ gọi là tư duy tích cực thì bài viết này sẽ dành cho bạn. Lưu ý, tựa đề là bàn về tư duy tích cực, nhưng bởi cái tư duy đó rất thịnh và hầu như là linh hồn cho các sách self-help nên mình sẽ dùng chung một cách giản lược và khái quát luôn. Định nghĩa tư duy tích cực trong bài sẽ dùng đúng với tinh thần của tác giả Tony và các tác giả sách self-help bán chạy hiện thời, có trích dẫn ví dụ cụ thể. Link bài viết, những khoảnh khắc 4 giờ của tác giả Tony. Tư duy tích cực. Trước tiên là khái niệm tư duy tích cực. Tư duy tích cực là lối tư duy nhằm nhìn thấy cái tốt, cái đẹp, cái cơ hội của vấn đề và người tư duy tích cực luôn trong tâm thế phải đi tìm giải pháp cho vấn đề. Bức ảnh dưới đây là những câu nói điển hình của lối tư duy tích cực, truyền động lực, đại loại như hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề, nói không với suy nghĩ tiêu cực, hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc, hãy tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống. Thật ra, tư duy tích cực còn có nhiều biểu hiện phong phú hơn, chứ không gói gọn trong những câu này. Và mình cũng rất ý thức chuyện mỗi câu châm ngôn còn cần phải xét vào ngữ cảnh của nó nữa. Nhưng qua đây chúng ta có thể nắm được một cách khái quát về cái tinh thần chung của chủ nghĩa tích cực và mình sẽ tập trung vào cái ý tưởng lớn này của nó. Đầu tiên là, tại sao chúng ta lại cần tới tư duy tích cực? Trước đây, xã hội chúng ta đã từng được cấu tạo và vận hành đơn giản hơn nhiều. Thời ông bà ta, vốn chủ yếu kinh tế nông nghiệp, thì tuy công việc và cuộc sống của mỗi cá nhân có phần đơn điệu, lặp đi lặp lại mỗi ngày như mọi ngày, nhưng ít ra họ vẫn còn được khích lệ bởi một cái ý nghĩa được xã hội và gia đình gắn cho họ. Nếu là con, thì răm rắp vâng lời lò báo hiếu, nếu là ba mẹ làm nông, thì con làm nông. Nếu muốn ăn thì phải nấu ăn, nếu lấy chồng lấy vợ thì bố mẹ sẽ là người quyết định. Có khi từ lúc con còn chưa được sinh ra, mỗi cá nhân từ đó đều có đáp án sẵn cho mọi câu hỏi, nếu có. Và lướt nhanh đến hiện tại, hiện nay chúng ta có gì? Chúng ta có toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu thụ, internet, tự do cá nhân. Ta có hầu hết những thứ mà lứa ông bà chỉ hằng mơ ước, thậm chí là vượt quá khả năng tưởng tượng của họ. Nay ta có những đứa trẻ sinh ra với smartphone, ta lên YouTube chém gió một hồi, rồi bàng hoàng hoảng hốt khi đương sự bình luận trả lời là con mới 8 tuổi thôi nha, đổ má chú, lỡ lờ, đác đác brr brr. Và đặc biệt, chúng ta nay dành nhiều thời gian để sống trên mạng xã hội ảo thật lẫn lộn hơn là giao tiếp với những người ngoài đời. Và trong cái tình trạng kể trên, nay chúng ta đã không còn tin vào một số giá trị cũ kỹ mà ta cho là cổ hủ nữa. Chúng ta giờ đã có quá nhiều tự do, quá nhiều lựa chọn. Chỉ nói tới chuyện ăn uống thôi thì ta luôn trong tâm thế đắn đo, nên nấu ăn hay order đồ ăn, order món này hay order món nọ, ăn xong thì lại hối hận thì ta lại đắn đo là đi tập gym, thể dục tại nhà, chơi thể thao hay là nhịn đói. Đó là chưa nói tới chuyện yêu đương, công việc, đức tin, sở thích và ước vọng. Thế là quá nhiều lựa chọn, quá nhiều sự lựa chọn khiến ta cảm thấy bơ vơ, không nơi nương tựa về tâm hồn. Mỗi cá nhân do đó hầu như không có đáp án nào cho rất nhiều câu hỏi. Và để trốn tránh thực tại bơ vơ đó, ta dễ dàng chìm đắm trong những thỏa mãn nhất thời như game, nhạc, phim ảnh, manga, lướt mạng xã hội, hóng hớt drama lộ hàng,
sách xốc xến. Cuối cùng, khi những thỏa mãn đó kết thúc, ta lại phải đối diện với chính ta, với sự bất mãn, sự cô độc này đây của ta. Chúng ta như những con ốc chỉ trực chờ bị ráp vào bộ máy rộng lớn của xã hội mang tên trách nhiệm, đạo đức, văn hóa. Đồng thời ta lại muốn thoát khỏi cái guồng này, nhưng sự thỏa mãn nhất thời không giải quyết được sự bất mãn này đây của ta. Thế là trong cái nỗi cám cảnh đó, ta đi tìm những giải pháp khác. Tư duy tích cực cùng với triết lý sống của nó đại loại như hãy tin vào bản thân, hãy tin vào chính mình, hãy nói điều thiện, đời thay đổi khi ta đổi thay, xuất hiện như đường cứu nhân độ thế, nói lời ngọt, bợ đỡ ta, tiếp cho ta những nguồn khích lệ lớn lao. Âu cũng là khách giúp ta thoát khỏi những bất mãn một lúc đấy, nhưng cuối cùng thì ta vẫn lại thất vọng như đã từng. Vậy tại sao tư duy tích cực lại không đem đến sự thay đổi như ta kỳ vọng? Bởi vì ta làm sao mà bấu víu vào những thứ không có thật. Tư duy tích cực chỉ thường tập trung vào những giải pháp. Và xã hội chúng ta thích điều đó. Bạn cứ xem số lượng in của các sách kỹ năng sống, học làm người là sẽ thấy, luôn luôn trong hàng sách bán chạy nhất. Đưa ra giải pháp là công việc dễ dàng, trong khi việc khó khăn hơn, việc căn cơ và mang đến hiệu quả bền vững hơn, đó là đi sâu vào bản thân vấn đề thì không được mấy ai dành thời gian và công sức. Ngay cả các sách có phần giải thích nguyên nhân của vấn đề thì cũng giải thích rất hời hợt, tạo ảo tưởng rằng vấn đề dễ giải quyết, từ đó sách cũng bán chạy nhiều hơn. Bạn có thể search thử từ khóa hạnh phúc trên YouTube mà xem, và đa số các video đều là bí quyết hạnh phúc, những điều cần làm để hạnh phúc, 5 bước đến hạnh phúc, chứ chẳng mấy video diễn giải hạnh phúc thật chất là gì, hay tại sao chúng ta lại cảm thấy bất hạnh. Còn nếu bạn search bất hạnh, thì sẽ ra liều thuốc chữa bất hạnh, vốn lại là một giải pháp khác. Mình sẽ đi vô một vấn đề cụ thể, để các bạn có thể mường tượng việc dấn thân đi tìm nguyên nhân nó khó khăn đến cỡ nào. Ví dụ điển hình xung quanh việc đưa ra giải pháp, đó là chuyện học tiếng Anh hay ngoại ngữ, thứ bị học sinh sinh viên Việt Nam chúng ta ám ảnh và trì hoãn nhiều nhất. Chúng ta luôn đi tìm hoặc luôn nhận được toàn giặt những giải pháp, những bí quyết học tiếng Anh siêu việt nhất quả đất. Thế nhưng chẳng phải chúng ta vẫn mãi lẻ đẹt, vẫn cảm thấy rất cực nhọc với cái công cuộc này. Và bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi và tìm hiểu lý do một cách sâu sắc tại sao là chúng ta lại cần học tiếng Anh chưa? Nếu hỏi lý do học tiếng Anh, các bạn có thể thấy là đa số mọi người nói học tiếng Anh là vì những mục đích rất bề ngoài như tốt nghiệp loại ưu, học bổng, làm màu với bạn bè, trở thành công dân thế giới, thăng chức, lương cao, bổ xịn, báo hiếu cha mẹ, được xã hội trọng vọng, vân vân và mây mây. Dù là gì, rốt cuộc cũng chỉ để đem lại cảm giác thỏa mãn thôi. Với cái mục đích trọng hình thức như vậy, thì để học tốt tiếng Anh cần rất nhiều ý chí. Mà cứ tạm cho là bạn dùng ý chí, chăm chỉ siêng năng học được tiếng Anh đi, thì bạn sẽ còn dùng nhiều ý chí cho rất nhiều chuyện bề ngoài vật chất khác nữa, như kỹ năng mềm, hình thành thói quen tốt, hiệu quả tối ưu, ngoại hình đẹp, gu thời trang hợp thời, trách nhiệm với gia đình, vân vân. Điều này khiến cho ý chí của bạn hao mòn rất nhanh vì phải tản mát cho quá nhiều lựa chọn, bạn cảm thấy nhiều ngày trôi qua rất mệt mỏi và áp lực. Đó chính là lý do khiến bạn mãi không có động lực học, vì cơ bản, nó là vô nghĩa với con tim bạn. Lý trí bạn tự thuyết phục rằng nên học tiếng Anh, nhưng con tim bạn lại muốn điều khác. Nếu có thể khái quát cùng cái mục đích của việc học tiếng Anh, thì cần xét đến vai trò của ngôn ngữ của nó. Không cần từ ngữ khái niệm chuyên môn gì cả, mà tự bạn có thể cảm thấy được, để giao tiếp kết nối được người với người, trò chuyện với bạn bè quốc tế, để tò mò khám phá tri thức, đọc sách, báo, để vui vẻ giải trí trong thời hiện tại, coi phim, ca hát, lải nhải một mình. Đây mới là cái mục đích có ý nghĩa, làm cho con tim bạn sôi nổi. Bạn có thể thấy những lúc ra ngoài nói chuyện thử với bạn bè quốc tế, bạn thấy vui và động lực thế nào, nếu các bạn là người thích giao tiếp. Khi bạn đã muốn một thứ gì thực sự, thì bạn sẽ làm luôn. Chuyện bí quyết do vậy chỉ là chuyện phụ. Nếu bạn thực sự thích học tiếng Anh, thì tự động lý trí bạn sẽ biết những điều cần làm, vì niềm vui bản nguyên ấy. Khi bạn học tiếng Anh với toàn bộ trái tim và khối óc như vậy, phải nói là siêu hiệu quả. Bạn có thể thấy là con nít chúng nó cũng học ngoại ngữ nhanh như thế nào. Chúng được học bao nhiêu là xài luôn. Sôi nổi, líu lo suốt cả ngày. Chẳng cần bí quyết gì cả. Chúng không học vì những lý do thuần lý trí như ta, mà chúng học vì niềm vui, học bằng cả con tim một cách đầy tự nguyện. Rốt cuộc, bạn biết rằng tiếng Anh cuối cùng cũng chỉ là để có cảm giác thỏa mãn, hoan hỉ thôi. Mà hiểu vậy xong thì có khi cách tốt nhất là đừng học tiếng Anh nữa. Bởi để hạnh phúc thì còn nhiều lựa chọn khác bớt phức tạp hơn. Nhưng đấy, nền văn minh, xã hội,
gia đình và cả lý trí bạn đòi hỏi bạn phải hoàn thành trách nhiệm, phải giỏi giang thành đạt. Thế là bạn lại tự ép mình đi học tiếng Anh vì nỗi sợ, lẫn lòng tham hơn là vì niềm vui đơn sơ. Chỉ một chuyện học tiếng Anh mà bạn có thể thấy nguyên nhân đằng sau nó phức tạp và khó khăn đến như thế nào. Để đi sâu vào bản thân vấn đề thì nó mang tính cá nhân rất lớn. Bởi hoàn cảnh, tính cách của mỗi người là rất đặc biệt và vượt thoát khỏi những con số thống kê, những quy tắc trung bình cộng của các nhà khoa học. Việc tìm nguyên nhân rốt ráo cho vấn đề bạn gặp phải, do vậy là hầu như không thể. Thế nên các sách self-help rất thích dùng tư duy tích cực, ngại giải thích những nguyên nhân là như vậy, cứ chăm chăm đưa ra giải pháp thì gọn lẹ hơn, thỏa mãn nhu cầu ngon bổ rẻ của độc giả. Thành ra chúng ta cứ mãi đi dập lửa mà không chịu tìm hiểu sao cho sâu sắc rằng tại sao đám cháy cứ mãi bùng lên. Tư duy tích cực khiến tâm lý ta yếu đuối. Chắc chắn bạn biết khái niệm nghiện là gì, tức là những thứ đem lại cho bạn cảm giác hưng phấn mà thiếu nó đi thì là bạn không chịu được. Nghiện về mặt thể lý chúng ta đều rõ, thuốc lá, rượu bia, chất kích thích, và có khái niệm về mặt tâm lý, và một trong số đó chính là tư duy tích cực. Những tư duy như vậy khiến ta hưng phấn, đồng thời áp chế được những suy nghĩ tiêu cực. Ví dụ chỉ tư duy tích cực, tin vào chiến thắng, cũng đủ sản sinh endorphin trong não, giúp một người lính bị thương nặng không còn cảm thấy đau ở hiện tại. Nếu dân thích đọc self-help, hoặc những trang như tâm lý học tội phạm, chạm đọc, spy room, thì hẳn bạn sẽ thấy rằng đọc các bài viết truyền động lực sẽ khiến các bạn vui hẳn lên. Bởi nó tạo cảm giác rằng trong tương lai bạn sẽ làm được, sẽ thành công, và mỗi cái ý tưởng đó thôi cũng đủ thỏa mãn rồi. Và thứ thỏa mãn tâm lý đó khiến ta quay lại với những kiến thức đó, những sự lên kế hoạch đó suốt, đến mức chúng trở thành liều thuốc kích thích tinh thần mỗi khi bạn cảm thấy buồn chán, thất vọng với bản thân. Và nghiện như vậy thì hệ quả sẽ là gì? Nó khiến sức đề kháng của tâm lý bạn giảm sút qua thời gian. Những tư duy tích cực, những niềm vui không dựa trên sự thật, ví dụ luôn tin rằng mình sẽ làm được, vợ chồng mình luôn chung thủy, đời thay đổi khi ta thay đổi, khi va chạm với sự thật khách quan, ví dụ như xin lỗi anh, thật ra nó là con anh hàng xóm, thì tâm trí sẽ không thể chịu nổi, do sức chịu đựng không được tôi luyện thường xuyên qua những sự va chạm từ nhỏ tới lớn của tâm trí bằng cách đối diện với sự thật. Mỗi khi bạn đối diện với sự khó khăn trong cuộc sống, những sự thất vọng, lạc lối, chán trường mà bạn cứ đi tìm sự giải thoát và thỏa mãn trong những sách self-help, bài viết tâm lý học Pop Science, video truyền động lực, thì làm sao bạn có thể rèn luyện được một thói quen đối diện với cuộc sống? Tư duy tích cực dàn nhãn xấu tốt, tiêu cực tích cực, thất bại thành công. Theo bạn thì những sự ganh tị, trì hoãn, tâm trạng buồn chán, nằm lười ôm mèo cả ngày có xấu xa hay không? Hẳn là xấu, bởi chúng bị coi như là tiêu cực cho con mắt của tư duy tích cực. Nếu không phải là xấu, thì hà cớ gì phải tư duy tiêu cực, phải tiến bộ, phải thay đổi. Bạn thường nghe các blogger, tác giả sách khuyên rằng hãy đối xử tốt với mọi người, hãy làm việc thiện. Thoạt nhiên thì có vẻ ổn đấy, hướng thiện là tốt. Cơ mà có phải niệm vậy xong bạn vẫn cứ đi làm khác đi, mà thường sẽ là đối xử tệ và làm việc xấu không? Và mỗi lần như vậy, bạn hẳn sẽ tự đày đọa bản thân vì bạn tệ và bạn xấu. Chừng nào còn lời ca tụng cái tốt, cái thành công, cái tích cực, thì trong tiềm thức của bạn vẫn còn nhận biết cái xấu, cái thất bại, cái tiêu cực, và bạn càng ngày càng đày đọa bản thân hơn. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng những hành vi đó của bạn là tốt hay xấu chưa? Rằng chúng chưa bao giờ là đúng hay sai cả? Ganh tị, tự mãn, nói xấu, xúc phạm người khác đều là những cảm xúc, sự phản ứng bình thường mà đa số chúng ta ai cũng có. Đó là một phần của bản năng của con người. Cái vấn đề ở đây đó là chúng ta cho rằng chúng là xấu, là kẻ thù cần được tiêu diệt bằng những giải pháp, chứ không phải là cái gì thuộc về ta và cần ta đối diện, lắng nghe và hiểu chúng. Bạn đã bao giờ hiểu một thứ mà bạn cho là kẻ thù chưa? Những thứ mà bạn cho rằng cần chữa trị, loại bỏ, đánh bại, đấy là điểm mấu chốt. Việc dán nhãn như vậy sẽ khiến chúng ta bị lậm một số lỗi tư duy nặng, đó là lối tư duy nhị nguyên, cho rằng mọi thứ sẽ chỉ là xấu hoặc tốt, đúng hoặc sai, tiêu cực hoặc tích cực, ác hoặc thiện. Chúng ta thích đi diệt trừ cái xấu, đồng thời nhận thức rằng bản thân chúng ta cũng xấu xa. Do vậy những sự dán nhãn xấu tốt, thất bại thành công, tiêu cực tích cực cùng lối tư duy nhị nguyên sẽ chỉ khiến chúng ta tự chủ dập, trách móc, làm bản thân mình khổ hơn thôi. Cũng cần lưu ý rằng chúng ta vẫn sẽ sử dụng những ngôn từ như vui, buồn, tốt xấu, ngu dốt hiểu biết. Điều đó là bình thường, bởi vì chúng cũng chỉ là chức năng của ngôn từ để giúp chúng ta dễ dàng giao tiếp hơn thôi.
quan trọng là cần ý thức rằng ngôn ngữ rất có hạn chế trong việc mô tả lại cuộc sống. Ví dụ như trong xấu có tốt, trong buồn có vui và ngược lại. Và nếu tập thói quen nhìn thẳng vào sự vật sự việc, tĩnh hạn chế sự đánh giá, định kiến, thì dần ra bạn sẽ ít dùng và ít bị ảnh hưởng bởi những từ mang tính nhị nguyên như vậy. Tư duy tích cực dễ khiến chúng ta rời xa thực tế. Trong status của Tony, có một đoạn như thế này, mình sẽ trích nguyên văn. Có lần Tony thử đi một tour ở châu Âu với khách Âu, chỉ có mình và một gia đình người Việt kia, thế khác hẳn. Máy bay delay, họ lấy sách ra đọc, tài xế đi sai đường, họ nói wow, nhờ đi sai mà tao thấy được nhiều cái hay và lạ trên đường, tao rất thích. Đồ ăn không hợp khẩu vị, họ nói để tao challenge. Cả nhà cùng nhau thử thách ai ăn hết được 10 điểm, cười vui rộn ràng, đi cơ quan công quyền ở đâu cũng quan liêu hết. Thấy cô nhân viên hành chính nhăn nhó, quay ra bảo, chắc hôm nay cô ấy đèn đỏ, đau bụng nên thông cảm, hỏi thăm giúp cô ấy vui vẻ lên đi. Họ luôn miệng xin lỗi, cảm ơn, chúc một ngày vui vẻ, tôn trọng cảm xúc của nhau để giúp nhau have a good day. Họ giải thích mọi thứ theo hướng tích cực nên tự động có chất lượng cuộc sống rất tốt. Thoạt nhiên, khi đọc thì mình cũng cảm thấy rất hợp lý. Ví dụ như máy bay delay thì có thể lấy sách ra đọc là ý tưởng tốt vì thời gian trống chẳng để làm gì. Thế nhưng đến mấy câu sau thì mình lại thấy tác giả đang cố tình sống trong một thế giới tưởng tượng. Tài xế đi sai đường, họ nói wow, nhờ đi sai đường mà tao tìm được nhiều cái hay và lạ trên đường, tao rất thích. Thực tế nếu tài xế đi sai đường thì bao nhiêu bạn sẽ wow, tao rất thích, wow, tao trễ về máy bay mẹ nó rồi. Rồi khi đồ ăn không hợp khẩu vị, bạn sẽ tùy tình hình mà cần cân nhắc rằng nên ăn thử cho biết hoặc có thể tránh vì nó có thể gây ngộ độc thực phẩm hơn là cố gắng thử bản thân ăn cái món đó. Còn nếu ai đó bực mình với bạn và bạn quy chụp, võ đoán rằng chắc hôm nay cô ấy bị đèn đỏ thì có lẽ bạn đang bỏ qua thực tế, có khi bạn có hành vi thiếu chuẩn mực nào đó chẳng hạn. Mà cho dù không phải là do bạn thì bạn cũng bỏ lỡ nốt cái cơ hội để quan sát cái cảm giác của bản thân trong sự tương giao với cái con người đang bực mình đó. Đấy cũng là một dịp để bạn quan sát những phản ứng thật sự của bạn để bạn hiểu bản thân mình hơn. Nhưng bạn đã từ chối nó bằng cách nói wow, chắc cô ấy bị đèn đỏ. Hãy gác qua chuyện của Tony mà xét thêm một số câu chuyện thực tế sau. Một người bạn của mình ở Hà Nội, có một khoảng thời gian mình từng bị mắc bệnh trầm cảm nặng, bạn ấy quyết định đến thăm khám tại bệnh viện. Và sau khi nghe bạn ấy chút hết tâm can, bác sĩ kê đơn đã nói như thế này: có mấy người hoàn cảnh khổ hơn cháu mà còn vượt qua được, cháu cố lên nhá. Bạn ấy đã bỏ luôn, không theo đuổi lộ trình điều trị đó nữa. Này giống như câu chuyện truyền động lực tôi tài giỏi, bạn cũng thế vậy. Thiếu sự cân nhắc, quan sát và thấu hiểu. Khi bạn đã ở vực thẳm hồ sâu, đã dũng cảm viện đến sự trợ giúp rồi, thì bạn không cần thêm sự so sánh với những người khác như vậy. Nói vậy chẳng khác gì bạn tự tạo áp lực rằng nếu bạn không vượt qua được, đồng nghĩa với việc bạn tệ hơn những người còn gặp cảnh tệ hơn bạn, điều vốn khiến bạn cảm thấy thất bại và vô dụng hơn bao giờ hết. Người bác sĩ đó, cùng với những ví dụ trong bài của Tony, rất giống nhiều người lậm tư duy tích cực khác, có lối suy nghĩ nhẹ nhàng và đơn giản như thế. Càng phân tích thì bạn sẽ càng thấy cái lối nhìn thế giới bằng con mắt tích cực một cách thái quá, nó xa rời thực tế như thế nào. Với cái lối tư duy đó, bạn sẽ có sẵn sàng giải đáp cho rất nhiều tình huống không? Trong khi đời thì không có giải đáp cuối cùng nào cả, chỉ có những thứ máy móc, đồ vật mới có đáp án. Lời kết. Khi mình nhìn lại quãng thời gian đã qua của tuổi trẻ, lúc mà các cuốn sách self-help cũng như những câu nói tư duy tích cực đã giúp tiếp thêm sức mạnh để mình gắng vượt qua những lúc khó khăn, vấp ngã, thì mình nghĩ rằng việc phê phán, hạ thấp nó lại có phần hơi cực đoan và thiếu sự cảm thông với lớp bạn đọc, thường là khá trẻ, yêu thích dòng sách này, với cả cậu nhóc mình năm xưa nữa. Thế nên mục đích chính của bài viết này, nếu có thể gọi là gửi gắm đến bạn đọc, thì mình muốn đây là lời chia sẻ đối với những ai đang cảm thấy mắc kẹt trong hàng đống sách self-help, để các bạn ý thức hơn được cái sự vui, sự buồn, những kỳ vọng, thất vọng của bản thân trong cái gọi là nền văn hóa cổ vũ tư duy tích cực ấy. Các bạn có thể suy ngữ tích cực nếu cần, đồng thời hãy ý thức được những mặt trái và hạn chế của nó. Cuối cùng, phê bình, đặt vấn đề là một chuyện, đưa ra giải pháp khả dĩ lại là chuyện khác. Và qua đây mình muốn đưa đến một gợi ý rằng, đằng sau lối tư duy tích cực ấy, còn lối tư duy khác nữa, một lối tư duy sống động, mang nhiều màu sắc của riêng ta, một lối tư duy không tiêu cực lẫn tích cực, đó sẽ là lối tư duy dấn thân. Chỉ nhìn thẳng, quan sát, chấp nhận, rồi dần ra hiểu cuộc sống, lối tư duy mạch lạc. PS,
Các bạn có thể thấy, status của Tony là nguồn cảm hứng cho bài viết mà mình lại chỉ nhắc tới ít vậy. Đó là bởi vì mình không đánh giá cao sự nghiêm túc của tác giả này. Nếu để ý, trên cover của fanpage, tác giả đã đánh phủ đầu là page chỉ là để giải trí, bùng lơn, bốc phét. Tác giả hẳn biết là nội dung mình không có nhiều giá trị về bề sâu, dễ bị phản biện. Nhưng ý định của tác giả thì là rất nghiêm túc để bán lời khuyên, page 1 triệu like và sách bán vẫn bestseller đàng hoàng, né tránh tất cả sự đối thoại, blog comment. Cho nên mình ở đây chỉ để phản biện tác giả một chút và tập trung vào suy nghĩ tích cực hơn. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!